Nếu bạn nói lời cảm ơn thì bạn rất dễ thương. Nếu bạn hành động với lòng biết ơn, bạn rất được tôn trọng. Còn nếu bạn sống với lòng biết ơn thì bạn là một người cao thượng. Đa số người Việt Nam chúng ta thường không có thói quen cảm ơn, đặc biệt là đối với những việc nhỏ nhặt mà người khác làm cho mình. Mọi người hay nghĩ rằng lời cảm ơn là lời khách sáo, không cần nói ra cũng được, nhưng thực chất nó tác động rất lớn đến tâm lý và cảm xúc của người được bạn cảm ơn. Mọi người đều làm việc để được công nhận, và hai tiếng cảm ơn chính là con dấu công nhận ý nghĩa và xác thực nhất đối với họ. Nói lời cảm ơn để biết mình may mắn và trao cho người khác sự công nhận xứng đáng cho công sức họ đã bỏ ra. Cảm ơn thôi mà, chúng ta không mất gì cả. Vì vậy chúng ta hãy nói lời cảm ơn từng ngày. Đặc biệt là những đứa con của mình, hãy dạy chúng nói lời cảm ơn mọi lúc. Ví dụ như, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho tôi thêm ngày mới để yêu thương. Cảm ơn bố mẹ đã sinh tôi ra. Cảm ơn nửa không khí thức ăn đã nuôi sống tôi. Cảm ơn mọi người xung quanh tôi vì tôi mà phục vụ. Đặc biệt tôi cảm ơn vũ trụ. Vũ trụ rất cân bằng, kính nể. Huyền Bí xin vũ trụ hãy ban tặng cho tôi những điều tốt lành nhất.